Chào các bạn. Chào các bạn. Mình giới thiệu với các bạn động cơ Brushless không chậu than điều khiển để chế xe điện, xe tự cân bằng. Đây là cái mới của nó. Động cơ này được đóng trong một cái thùng xốp như thế này. Cơ mình bắt lên một cái giá để mô phỏng cho các bạn xem. Cái này là cái mô đun điều khiển. Mô đun này có thông số là 480W, điện áp từ 24 đến 48V, nặng 250 g. Động cơ này thì có đường kính bánh xe là 142 ly, nặng 1.700 g, có thể dùng điện áp 24 hoặc 36V. Nguồn mình sử dụng là một nguồn 24V. Nguồn này thì tầm 5 ampere. Module này có một cái biến trở chỉnh vận tốc, công tắc chỉnh thuận nghịch, 3 dây u. Động cơ thì có 3 dây UVV, màu sắc thì kết nối tương tự như nhau, giống nhau. Còn cái đầu này là cái đầu cảm biến Hall để xác định vị trí của động cơ, hoặc là đây, đầu này là đầu cảm biến Hall xác định vị trí của động cơ, tốc độ của động cơ, quãng đường đi. Mình đã cấp nguồn rồi, mình sẽ chạy thử cho các bạn xem. Mình chỉnh biến trở. Động cơ mạnh. Cái tiếng cắt là mình thử cái nào cũng bị. Cảm ơn các bạn. Cần gì các bạn cứ comment và có thể chat với mình.